Đem về chứ đâu có để đây. 2 triệu 3 triệu 2 với 2 triệu trước. Rồi soạn ý, soạn ý. Ừ. Đời gì đó tao. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến clip tiếp theo của Lâm Miền Đức nha. Thì hôm nay là Lâm Miền Đức là quay về cái cá đang nha các bạn. Thì hiện tại giờ các bạn thấy cá ngựa không các bạn? Đó, cá ngựa là các bạn thấy cá ngựa không các bạn? Cá ngựa giờ có giá lắm, bây giờ là Miền Đức không có tiền mua đi làm đĩ đủ chờ rồi lấy cá ngựa quê vậy đó. Và kính chúc tất cả các anh chị xem chương trình livestream của Lâm Miền Đức một ngày vui vẻ và gia đình niềm vui trên cuộc sống cá lợn. Của ông đâu? Hồi bữa em mua là cá ngựa mini nó mới đẻ. À, nó mới đẻ. Bữa mua mới đẻ bán lỗ lồ lồ. Sao không có nội? Có cái lồ cứng tường. Có lồ mà anh nói lồ cứng lồ, đừng nói cứng lồ cứng lồ. Mày hơi bị lồ quần nè, mày hơi là 5 phút nữa mày bị lồ quần nè. Solo của anh phải không? Nè nè, hàng này của đại ca này nè. Chè da chóc dãy đánh được nhiêu vô lô cũng được mấy chục chai xài chơi. Nay bóc chứ giờ này bóc gì mất. Cái đóng thùng chảy bệnh hả? Quay gì ta, cái kênh có tiền này. Ồ, này hả? Ghiêng à. Gọi đâu có này. Cho ông lại thôi. Nè, chim, chim. Cái chim bỏ lên ngoài. Chim sức ra bây giờ chơi đo theo bằng cái mu về tính giá sức. Chợ hàng cái đo bằng bằng chim thì tính giá sức. Đồ nhỏ hơn con chim ta thì tính giá tô. Bắt tập sáu lạng đổ lên. Lộn tao một ký. Đúng rồi, đúng rồi. À, đẹp trai không? Đẹp trai lắm, đẹp trai lắm. Đẹp các bạn.
bạc ra xe bài bản lên bọc mình đuổi thùm bọc hơi đuổi thùm đuổi thùm lẩu bự lẩu bự Trời đất địa ơi, trời đất ơi. Hôm nay mẹ ăn răng rời đấy.